liên quan khu vực khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên Môi trường cùng với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ đề nghị quan tỉnh dừng không cấp phép khai thác tại khu vực có cái dấu hiệu sạt lở. Điều tiếc nuối nhất với họ bây giờ là những phần đất ruộng ven sông đã bị lở, trôi xuống dòng sông thì sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Trước tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn. Những đơn vị được cấp phép khai thác cát phải dừng ngay việc khai thác tại những vị trí có nguy cơ sạt lở và chỉ được khai thác vào ban ngày, cũng như là phải khoanh định vị trí được cấp phép để chính quyền địa phương giám sát. Và mới đây nhất thì lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang và tạm giữ các